Người dân xã Trung An, thành phố Mỹ Tho vừa bắt giao hai đối tượng cướp giật dây chuyền cho công an xử lý. Đó là Hoàng Quốc Vinh, sinh năm 1988, ngụ ấp Trung Tính, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, và Nguyễn Tăng Lịch, sinh năm 1987, ngụ thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Hải. Trưa 16 tháng 11, Vinh và Lịch điều khiển xe mô tô đến xã Trung An, thành phố Mỹ Tho thì thấy một người dân điều khiển xe mô tô phía trước có đeo dây chuyền vàng. Cả hai cho xe giật lên áp sát, giật dây chuyền. Hai bên bị ngã xe, nạn nhân khống chế được đối tượng cùng người dân xung quanh vây bắt cả hai và thu giữ chiếc mô tô là phương tiện gây án, giao công an thành phố Mỹ Tho. Công an huyện Cai Lậy vừa tiến hành trao trả xe mô tô biển số 63P17705 cho anh Lê Văn Xiên, ngụ ấp Hội Tính, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy. Chiếc xe này bị đối tượng Phạm Ngọc Đông, ngụ cùng ấp với anh Xiên trộm vào ngày 19 tháng 10 năm 2017. Qua điều tra, Đông khai nhận do không có tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định trộm xe của anh Xiên. Sau khi trộm được, Đông đem xe đến xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cầm với giá 7 triệu đồng. Số tiền có được, Đông trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến ngày 23 tháng 10 thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.